10 lợi ích của trái kiwi đối với sức khỏe. Quả kiwi thanh mát, chứa rất nhiều dinh dưỡng như vitamin C, vitamin E và vitamin K, fola và potassium. Ngoài ra, còn có nhiều chất chống oxy hóa và chất xơ. Quả kiwi không được mấy ấn tượng, với lớp lông xù xì và có màu nâu xám bên ngoài, nhưng đây được xem là loại trái cây có nhiều lợi ích cho sức khỏe người dùng. 1. Rất giàu vitamin C. Các nghiên cứu y học cho thấy Vitamin C có vai trò quan trọng với sự hoạt động của xương, cơ bắp, mạch máu và các mô liên kết. Bổ sung đầy đủ loại vitamin này giúp ngăn ngừa và điều trị bệnh do thiếu hụt vitamin C. Từ trước đến nay, cam vẫn được biết như là loại quả số 1 trong việc cung cấp vitamin C, nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra, hàm lượng vitamin C của kiwi gấp đôi so với cam, tính trên mỗi 100g quả. Do đó, mỗi ngày, bạn chỉ cần ăn một quả kiwi là đã có đủ lượng vitamin C cần thiết. Vitamin C tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại bệnh tật, làm săn chắc các sợi collagen giúp da giữ được độ đàn hồi. Đối với bệnh nhân mới phẫu thuật, vitamin C giúp vững thành mạch máu làm vết thương mau lành. 2. Điều trị bệnh hen suyễn và giảm ho. Những cơn ho kéo dài khiến cho cuộc sống của nhiều người cảm thấy phiền toái, cuộc sống hàng ngày xáo trộn không ít. Một chế độ dinh dưỡng gồm những thực phẩm hỗ trợ tốt cho việc điều trị bệnh hen suyễn là một gợi ý hữu ích dành cho bạn. Quả kiwi là một trong những loại quả được nhiều người ưa chuộng vì những lợi ích mà nó mang lại cho sức khỏe của con người. Trong quả kiwi, có hàm lượng lớn vitamin C hỗ trợ bảo vệ cơ thể con người. Một nghiên cứu chỉ ra rằng, những người trẻ thường xuyên ăn kiwi và các loại hạt thuộc họ cam quýt có thể xuất hiện những cơn hen xuyễn thấp hơn so với những trẻ ít ăn các loại thực phẩm này. Đặc biệt, kiwi còn có tác dụng giảm tình trạng ho, khó thở và chảy nước mũi. Có một nghiên cứu được thực hiện từ năm 2000, cho thấy việc dùng kiwi thường xuyên sẽ giúp cho cơ thể khắc phục được bệnh suyễn do hàm lượng vitamin C và chất chống oxy hóa chứa nhiều trong loại trái cây này. Bên cạnh đó, cũng có một nghiên cứu khác chứng minh rằng, trong chế độ ăn của trẻ em có từ 5 đến 7 khẩu phần kiwi hoặc các loại trái cây họ cam quýt khác trong một tuần thì sẽ ít bị khó khè do đờm hơn so với những đứa trẻ không ăn các loại trái cây này. Điều này còn có nghĩa là kiwi sẽ giúp cơ thể giảm ho. 3 Hỗ trợ hệ tiêu hóa. Bạn đang có vấn đề về tiêu hóa, hãy ăn trái kiwi vì nghiên cứu mới cho thấy ăn loại quả này có thể giúp tiêu hóa tốt hơn. Theo nghiên cứu, trái kiwi xanh có chứa enzyme actinidin, chất không có trong bất kỳ loại trái cây nào khác. Loại enzyme này có thể giúp tăng cường tiêu hóa dạ dày. Trái kiwi rất giàu actinidin, chất tiêu hủy protein nhanh và hiệu quả hơn so với các loại enzyme tiêu hóa, khiến kiwi trở thành sự lựa chọn hoàn hảo giúp đẩy lùi các vấn đề về tiêu hóa. Kiwi là một nguồn cung cấp chất xơ rất quan trọng để ngăn ngừa táo bón và giữ cho cơ thể cân bằng. Quả kiwi xanh đặc biệt chứa một loại enzyme tiêu hóa tự nhiên được gọi là actinidin có thể phân giải protein và cải thiện chức năng ở cả dạ dày và ruột, tương tự như papen có trong đu đủ. Sau khi ăn một bữa lớn, chúng ta nên ăn kiwi vì nó có thể giúp phân hủy các protein dai từ thịt và cá, giảm cảm giác đầy hơi. 4 hỗ trợ giấc ngủ và tăng sự tập trung. Quả kiwi là một trong số những loại trái cây rất giàu những chất dinh dưỡng bên trong. Nó được xếp hàng đầu vào bảng những loại trái cây tốt cho sức khỏe người sử dụng và mang lại cho những người phụ nữ có được làn da khỏe đẹp hơn. Bởi hàm lượng những chất như vitamin C, E, K và các phô rất dồi dào và phong phú. Bên trong quả kiwi có chứa rất nhiều hàm lượng chất serotonin dồi dào. Bởi đây là hormone có chức năng giúp hỗ trợ cho hệ tiêu hóa và tuần hoàn cho cơ thể. Thêm vào đó, còn có chất serotonin có tác dụng giúp tăng cường khả năng ghi nhớ của cơ thể, và giúp điều hòa được cảm xúc và kiểm soát được sự thèm ăn vô cùng tốt cho cơ thể. Ngoài ra, chất này cũng có tác dụng mang lại cho bạn cảm giác ngủ ngon hơn, giúp tinh thần của bạn được tỉnh táo hơn vào những buổi sáng. 5. Thần dược sắc đẹp Như có tỷ lệ chất chống oxy hóa, lưu tên rất cao, kiwi vàng, 310 mg trên 100 g, kiwi xanh, 120 mg trên 100 g, kiwi mang lại một làn da mềm mại, mái tóc mượt mà óng ả. À. Với thành phần giàu chất khoáng, kiwi tạo thành một màng mỏng trên bề mặt tóc, không chỉ giúp cho tóc chống đỡ lại ô nhiễm không khí mà còn giữ ẩm tóc. Vì vậy uống một ly nước ép kiwi mỗi ngày sẽ giúp tăng trưởng tóc rất tốt. Trong kiwi còn có chất giúp tẩy trắng răng, trị tàn nhang và ức chế quá trình oxy hóa làn da, đào thải các sắc tố đen giúp da sáng trắng hồng hào và mịn màng. Vitamin C trong kiwi có công dụng phục hồi hệ thống miễn dịch, tái tạo tế bào da và ngăn ngừa các nếp nhăn, kéo dài tuổi thanh xuân. Ngoài ra, kiwi còn là mặt nạ dưỡng da thần kỳ dành cho mọi loại da, làm trẻ hóa làn da cực kỳ hiệu quả. 6. Tốt cho đường huyết. Trái cây chứa hàm lượng lớn chất xơ, đặc biệt là ở những loại có thể ăn cả ruột lẫn vỏ. Trên thực tế, chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát lượng đường trong cơ thể do chúng có thể hạn chế sự hấp thu đường vào máu, kiểm soát bệnh tình. Bên cạnh đó, trái cây còn giúp kiểm soát cân nặng, từ đó ngừa tiểu đường tiến triển ở người thừa cân béo phì. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, người bị béo phì có nguy cơ bị tiểu đường cao hơn bình thường. Chất xơ, nước, chất chống oxy hóa và thành phần dinh dưỡng có trong trái cây cũng hạn chế nguy cơ đột quỵ, vấn đề tim mạch vốn là một trong những biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường. Kiwi là nguồn cung cấp kali, chất xơ và vitamin C một quả kiwi lớn có khoảng 56 calo và 13 giờ carbohydrate. Với bệnh nhân tiểu đường, thêm kiwi vào khẩu phần ăn hàng ngày là lựa chọn thông minh khi vừa đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng mà vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe. 7. Tốt cho tim mạch Bên cạnh những tác dụng trên, thì trong quả kiwi tươi còn chứa được hàm lượng vitamin E rất dồi dào. Việc bạn ăn một trái vào buổi sáng cũng giống như bạn dùng thuốc aspirin cho cơ thể với tác dụng có thể giảm thiểu được tình trạng tắc nghẽn những mạch máu và cũng có thể hạn chế được tình trạng viêm nhiễm và xuất huyết của đường ruột. Trong một nghiên cứu từ đại học Oslo của Na Uy đã khẳng định rằng, loại quả kiwi này tốt cho sức khỏe tim mạch của bạn. Nếu bạn ăn từ 2 đến 3 trái trong vòng 4 tuần thì sẽ giúp cho bạn hạn chế được tình trạng tắc nghẽn mạch máu trong cơ thể và làm giảm đến 18% hàm lượng chất béo trung bình trong cơ thể của bạn. Bên cạnh đó, có thể làm giảm được sự sản sinh của các mảng bám ở vị trí của thành động mạch chủ. Từ đó, có thể giảm thiểu đi tình trạng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến hệ tim mạch. 8. Tốt cho mắt. Trong kiwi có beta-carotene giúp sáng mắt và tăng cường miễn dịch, lutein và zeaxanthin giúp phòng tránh bệnh thoái hóa võng mạc, làm giảm thị lực dẫn đến mù lòa, một chứng bệnh rất hay gặp khi có tuổi. Bệnh thoái hóa điểm vàng được xem là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra thị lực yếu. Và kiwi được xem là loại trái cây có thể giúp bảo vệ đôi mắt của bạn tránh khỏi nguy cơ mắc bệnh này. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cứ ăn 3 phần kiwi mỗi ngày có thể làm giảm đi 36% nguy cơ bị mắc bệnh thoái hóa điểm vàng vì kiwi chứa hàm lượng của gel lipin và lưu cao. Theo một số nghiên cứu khác, lưu tên một loại carotenoid có thể giúp đôi mắt ngăn chặn tình trạng mù loà có liên quan đến lão hóa. Đồng thời, chất này còn bảo vệ mắt, tránh khỏi sự phá hủy của nhiều loại gốc tự do Nguyên nhân gây ra ung thư khác nhau. 9. Hỗ trợ quá trình giảm cân. Kiwi là một trong những loại trái cây tốt nhất để ăn nếu bạn mong muốn quá trình giảm cân hiệu quả. Với hàm lượng nước cao, ít calo và chất xơ tốt, kiwi là thành phần hoàn hảo cho một bữa ăn nhẹ sau bữa tối hoặc là cốc sinh tố hấp dẫn để bắt đầu một ngày mới. Kiwi chứa cả chất xơ không hòa tan và chất xơ hòa tan, với chất xơ không hòa tan chứa trong hạt, khuyến khích sự di chuyển của chất thải qua hệ tiêu hóa. Chất xơ hòa tan là một chất giống như gel, có tác dụng giữ axit mật và cũng như làm giảm mức cholesterol trong máu. Cả hai loại chất xơ này đều giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh và ngăn ngừa tình trạng ăn quá nhiều khi ăn kiêng. Kiểm soát huyết áp, quản lý mức cholesterol, tăng cường sức khỏe đường ruột, tác động tích cực tới quá trình chuyển hóa chất béo, tất cả đều là những yếu tố quan trọng cho quá trình thay đổi bản thân của bạn. 10. Bổ trợ dinh dưỡng quan trọng cho cả mẹ và bé trong thời gian thai kỳ. Kiwi cũng là loại quả cung cấp Fola cho phụ nữ mang thai. Phụ nữ mang thai cần khoảng 400 đến 800 mg cho sự phát triển khỏe mạnh của thai nhi trong giai đoạn đầu của thai kỳ. Ăn kiwi sẽ cung cấp cho bạn một nguồn Fola, hỗ trợ sự phát triển lành mạnh của não và cuộc sống và ngăn ngừa dị tật của em bé. Dưới đây là một số món đơn giản kết hợp với kiwi mà bạn có thể thử. Thêm kiwi cắt nhỏ vào sữa chua, salad hoặc sữa. Nếu muốn uống nước ép kiwi Hãy dùng máy xay để xay nhuyễn. Bạn cũng có thể làm mứt kiwi. Kiwi là một món ăn nên có mặt trong thực đơn hàng ngày của bạn. Tuy nhiên, trước khi ăn, bạn vẫn nên tham khảo ý kiến bác sĩ để đảm bảo sự an toàn cho cả bạn và bé nhé. Mọi người hãy thích, chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Có thắc mắc, góp ý hay muốn chúng tôi làm về đề tài gì, xin hãy để lại bình luận để chúng tôi được phục vụ xin chân thành cảm ơn